Tôi hẹn là 20 tháng 10, hứa với mọi người thương tôi thì tôi sẽ quất không trường bắt nào, đúng như những gì tôi nói, chơi không chạy, nói không bao giờ chói, đó là Nguyễn Phương Hằng. Thương đau thương tích thành thương hiệu, ok chưa? Dạ. Rồi bây giờ thì tôi xin dừng lại đây. Dạ. Anh em cứ chia sẻ ra, rồi 20 tháng 10 chúng ta sẽ gặp lại. Tôi bảo luôn cái câu nói của tôi là quất không trường bắt nào. Dạ. Rồi thì 20 tháng 10 anh em nào, mọi người nào thương mến tôi tới chứng kiến nghe tôi nói tôi quất coi có trường hay không. Dạ. Đó, kỳ này là quất một mẹ lớn luôn. Dạ. Đó, coi có trường hay không, trời đó không xé ra làm gì. À, hai cả nhà ha, chào mừng cả nhà trở lại kênh Tùng Cao nha. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tùng ha. Thì cô chú anh chị cũng nghe rồi ha, những cái câu nói mà của cô Phương Hằng nói về vấn đề mà ngày 20 cô sẽ thông báo ai chính là cái người mà cô quyết không trượt một phát nào. Thì đó ha, thì đó thì cô cũng đã nói rồi ha cô chú anh chị ha. Thì ngày 20 tháng 11 này thì nếu như mà đúng theo cái lịch trình thì là buổi sáng cô sẽ giao lưu cho tất cả mọi người, nhưng mà vì một số việc cũng như là cô sẽ chỉnh chu hơn trong cái thoát xô của cô á, thì cô đã hẹn lại là tới 16 giờ chiều ha, thì tức là khoảng 4 giờ đó cô sẽ vô đua, cũng như là cô sẽ có cái câu trả lời chính xác cho tất cả mọi người biết. Thì mấy ngày hôm nay thì cái lùm xùm cũng như là mọi người hiểu cô cũng như là nói cô Minh Tệ, thầy Minh Tệ đó, thì mình đã nghe cũng khá là nhiều. Thì là quay cái từ quay xe thì mấy ngày hôm nay thì cái từ quay xe nó khá là phổ biến, cũng như là hình như là ở đâu thì mình cũng nghe cái câu là quay xe. Thì cô cũng đã đến chín rồi, đây là cũng phải là quay xe hay gì, cô cũng đã thông báo khi đến ngày đó tất cả mọi người sẽ biết ý định của cô, nói ai nói những vấn đề như thế nào, thầy đúng thầy sai chỗ nào. Thì cũng có khá là nhiều những cái bình luận cũng như những video thu hút khá là nhiều cái lượt xem khi nói về cô Phương Hằng cũng như thầy Minh Tệ hiện tại. Thì những cái lời nói của cô ngày hôm qua của chú anh chị ha, thì cô cũng đã thông báo với tất cả mọi người qua những cái trang xã hội cũng như là những cái anh chị mà có mặt ở Đại Nam chia sẻ những cái thông tin cũng như là ngày 20 đó. Thì chắc có lẽ là cô cũng không có lên clip để mà nói vấn đề mà ngày 20 đâu, chỉ còn cũng mấy ngày nữa là mai ngày mốt nữa là đã tới ngày 20 tháng 11 rồi, nhưng mà trong cái lúc chờ đợi tới ngày đó thì cũng có khá là nhiều người thắc mắc nói về vấn đề cô này kia. Thì chắc có lẽ là cô cũng đính chính lại cho tất cả mọi người đều nghe, không có hiểu lầm cái ý của cô. Thật sự ra đây thì cái video này Tùng nói thì cũng không phải là mình binh ai cả, nhưng mà thật sự ra trong cái thời gian qua thì cô Hằng với thầy Minh Tuệ là hai cái vị mà cũng như là được tất cả mọi người yêu mến. Thầy Minh Tuệ giúp cho người ta nhận ra cái tốt đẹp trong cái cuộc sống này cũng như là cái đạo. Thì cô Phương Hằng thì một người có cái lòng nghĩa hiệp, khi cũng như là những cái phần tiền của cô, những cái giá trị mà cô kết nối cho những cái bệnh nhân nghèo rồi này kia đó, quỹ mổ tim rồi kể cả là những cái bình oxy trong lúc dịch bệnh. Thì theo như mình nghĩ đơn giản thì cũng có nhiều người thì cũng chưa biết cái câu chuyện nó như thế nào, chỉ mới có nghe một cái vài câu nói úp úp mở của cô thôi. Thì trong số những cái người mà yêu mến cô á, thì cũng quay lưng lại nói cô vấn đề tại sao nói thầy Minh Tuệ. Thì trong cái cuộc sống này mà thì cũng mình không có thể nào bắt buộc ai. Thì mình không có ép ai yêu mình, cũng không có ghét ai ghét mình, nhưng mà cái suy nghĩ của riêng của mỗi người thôi. Thì đây cũng như những cái video trước thì Tùng cũng đã nói, thì mọi người cứ bình tĩnh đã, Phan hãy dội phán xét. Khi mình đợi đến đúng cái ngày đó rồi mình phán xét thì cũng không có muộn. Chứ như bây giờ thì cô chỉ nói như vậy thôi, cũng chưa biết là cái vấn đề, cái câu chuyện ở trong nó như thế nào mà mọi người cứ nói. Thì từ lúc ngày hôm qua, lúc mà cô có nói chuyện cũng như giao lưu với mấy anh quay phim cũng như là những cái trang mạng xã hội đó, hồi tối ngày hôm qua đó, thì cô cũng đã nói, thì cô chỉ mới nói hơi hơi thôi, nhưng mà có khá là nhiều người không giữ được cái quan điểm của mình, nói cô này kia. Thì thật sự ra thì
thầy Minh Tuệ thì chắc chắn là không có vấn đề gì xấu mà để cô Phương Hằng nói vấn đề gì. Mà dưới phần cô cũng không có dại dột gì mà một cái người đúng tốt như vậy mà cô lại nói. Thì thật sự ra cái tánh khí của cô Phương Hằng thì cô chú chị cũng đều biết ha, một người hình như là cũng không chọi trời trong chọi đất. Nói chung ra thì đến lúc mà như cô đi chạy đó thì cô chú chị cũng biết ha, thì cái tánh khí của cô rồi đó, cô cũng không có kiêng nể một ai, miễn cô nghĩ là đó là đúng thôi. Khi những cái thông tin cũng như là những cái đề vấn đề mà liên quan đến thầy Minh Tuệ trong cái thời gian qua đó, thì cô chú anh chị thấy ha, thì cũng tốn rất là nhiều thời gian, những cũng như là những cái bài viết của những cái anh chị trên những cái trang mạng xã hội nói về vấn đề này, quay xe hay không quay xe. Thì Tùng cũng rất mong hôm nay là thứ sáu rồi, như là ngày 18 đó, còn 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ biết được cái câu chuyện mà cô muốn nói, cô muốn nhắc tới một người nào đó, thì mình sẽ biết. Chứ khi bây giờ mình cũng chưa biết là cái nó như thế nào, thì cô cũng đã nói ha. Thì tới ngày 20 tháng 11 này thì tất cả mọi người sẽ có câu trả lời từ chính cô Phương Hằng. Thì cô cũng nói là cô chịu trách nhiệm với những gì mà cô đã nói. Thì thật sự ra thì Tùng cũng rất là mong, rất là yêu mến hai nhân vật này. Thật sự ra thì Tùng cũng không có mong muốn một trong hai có những cái vấn đề này cũng như là trên mạng xã hội yêu hay ghét gì cả. Cũng mong hồi trước giờ sao thì cứ vậy ha. Thì cô Phương Hằng thì cũng đã nói cái vị này mình cảm nhận ra thì cũng rất là đặc biệt. Thì cô nồi mua quần nè, thì mua áo rồi mua tóc giả nữa, thì chắc chắn cho cô chú anh chị thấy là một người này là chắc là cũng là một vị tu sĩ, nên là cô mấy nhà đòi tặng cũng như là áo đầm gì kia đó, quần lọt khe gì như cô nói ngày hôm qua ha, cô rất là vui. Thì cô cũng đã nói thì nếu như mình kiên định cái ý định của mình, mặc dù ai nói gì nói thì mình cũng kiên định theo ý kiến của mình. Còn này như là mới có hơi thôi mà mọi người quay lưng lại nói vấn đề tốt xấu, thật sự ra thì cũng không có tốt. Đó là lời cô Hằng nói. Thì tới 16 giờ ngày 20 tháng 11 thì tất cả chúng ta cũng như là ai quan tâm đến cái chuyện này thì chắc chắn sẽ nhận được cái câu trả lời thích đáng, cũng như là cô chỉ đích ra một cái người nào đó đứng sau thầy Minh Tuệ hay vấn đề gì thì chúng ta sẽ biết. Thì nếu như mà cô Hằng cũng đã nói như vậy rồi thì cái bên cái mảng truyền thông của cô thì chắc chắn cô không phải là những người không hiểu biết đâu, thì chắc chắn thì họ cũng đã cái thông tin này chắc cũng là chính xác, nên là cô mới mạnh miệng nói như vậy. Chớ nếu như mà cô nói không có chính xác cũng như là chưa biết cái câu chuyện như thế nào thì chắc chắn 100% là cô cũng không có nói đâu. Tuy cái thời gian mà cô Hằng đi trong trại đó thì những cái tin tức hay gì đó thì ở bên khu vực Đại Nam cũng như là những cái mảng truyền thông của cô thì chắc chắn người ta cũng đã nắm rõ từng giây từng phút, cũng như là những cái tin tức nóng bỏng nhất thì mọi người thì cũng cô bên mảng truyền thông của cô thì cũng đã nắm rõ. Thì chắc chắn thì tới đây thì mình cũng chờ đợi cũng như là mong muốn nhất sẽ biết cái người đó là ai, có cái thế lực như thế nào mà phải khiến cô Phương Hằng lên tiếng đính chính. Trong cái thời gian qua thì có những cái lùm xùm, thì đặc biệt là cũng có nhiều người nói là từ lúc cô Hằng về bây giờ là mạng xã hội dậy sóng. Thì cũng đúng với cô chú anh chị ha, thì trước giờ thì từ lúc mà cô đi chạy thì hình như là mạng xã hội thì chỉ nói về thầy Thích Chân Quang cũng như là những một số vị tu sĩ thôi, cũng chưa có gọi là mạnh dạn lắm. Từ lúc cô Phương Hằng về thì cái mạng xã hội thì như là những cái gì mà liên quan đến những cái thầy trước hình như nó im lắng hơn. Bây giờ là mọi thứ đang cũng như là đang trông chờ cái giây phút cô Phương Hằng nói tới đây. Thì cũng như video của Tùng đến đây cũng xin kết thúc đây của chú anh chị ơi. Nếu như cô chú anh chị thấy video hay ý nghĩa thì tặng Tùng một lượt like rồi đăng ký nha.
Thì ngày hôm qua thì Tùng có đăng một cái video đó thì cũng có nhiều cái bình luận tích cực cũng như là không tích cực cũng có. Đây thì có quan điểm riêng của mình thôi, nếu cô chú anh chị nào thích video thì xem, còn nếu không thích thì lướt qua, đừng có nói những lời khó nghe. Tùng cảm ơn ha, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.